Kính chào các bạn học viên. Sau đây tôi xin hướng dẫn cho chúng ta về việc lập thông báo phát hành hóa đơn. Sau khi lấy hóa đơn ở công ty đặt in về, muốn sử dụng được hóa đơn, các bạn sẽ phải tiến hành thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế. Chúng ta vào phần mềm hỗ trợ kê khai 3.3.7, chọn mục hóa đơn. Sau đó chọn vào mục đầu tiên thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB01 trên AC. Và ngày lập thông báo phát hành hóa đơn chúng ta chọn ngày hiện tại rồi đồng ý trên giao diện của thông báo phát hành hóa đơn chúng ta nhập các nội dung như sau một nhỏ là mã loại hóa đơn mã loại hóa đơn mà bạn muốn phát hành ví dụ như hóa đơn giá trị gia tăng thì các bạn chọn cho tôi mã loại hóa đơn là một giá trị kt mẫu số hóa đơn mẫu số hóa đơn ghi trên hóa đơn của công ty bạn muốn phát hành Thông thường, mẫu số hóa đơn là 3 trên 001. Ký hiệu hóa đơn với ký hiệu hóa đơn ghi trên tờ hóa đơn của công ty chúng ta muốn phát hành. Chúng ta ghi ví dụ như là VH viết tắt của công ty Việt Hưng trên 16P. Số lượng phần màu xanh nhạt này chúng ta bỏ qua. Chúng ta sang cột từ số đến số Mục này các bạn ghi số hóa đơn muốn phát hành. Ví dụ công ty bạn muốn phát hành 100 số hóa đơn bắt đầu từ số 1 cho đến số 100. Tức là chúng ta sẽ đánh từ số 0000001. 000 Tổng tất cả có 7 ký tự. Đến số 100 000 Như vậy phần mềm sẽ tự động cập nhật phần số lượng là 100 số. Ngay bắt đầu sử dụng các bạn tính thêm 5 ngày tính từ ngày các bạn nộp thông báo phát hành, nhưng để tránh rủi ro thì các bạn nên để sau 10 ngày phát hành thông báo thì mới viết hóa đơn cho khách hàng. Đến phần tên và mã số thuế của doanh nghiệp in trên doanh nghiệp cung cấp phần mềm. Tôi giải thích nội dung này có hai loại, một là với hình thức đặt in thì chúng ta sẽ chọn doanh nghiệp là doanh nghiệp in. Với các doanh nghiệp cung cấp phần mềm tự in thì chúng ta sẽ khai báo tên và mã số thuế của doanh nghiệp cung cấp phần mềm tự in hóa đơn. Và với trường hợp này tôi đang hướng dẫn cho chúng ta là doanh nghiệp đặt in hóa đơn. Do đó, chúng ta cần mở hợp đồng cung cấp dịch vụ đặt in hóa đơn của doanh nghiệp in cung cấp cho công ty chúng ta để khai báo rõ tên của doanh nghiệp in hóa đơn và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn cho công ty chúng ta. Tiếp theo là cột hợp đồng đặt in trên hợp đồng cung cấp phần mềm thì cũng tương tự như doanh nghiệp in trên doanh nghiệp cung cấp phần mềm, chúng ta mở hợp đồng ra để ghi số hợp đồng và ngày hợp đồng. Bốn nhỏ thông tin đơn vị chủ quản, trong trường hợp tổ chức cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị đặt in, tự in với thông tin đơn vị chủ quản này sẽ được điền trong trường hợp công ty chúng ta là công ty con của một công ty mẹ nào đó thì công ty mẹ chính là đơn vị chủ quản của công ty chúng ta. Còn thông thường mục bố này chúng ta bỏ qua. Năm nhỏ tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo thì chúng ta sẽ đánh thông tin của cơ quan thuế quản lý công ty chúng ta. Người đại diện theo pháp luật sau khi chúng ta điền đầy đủ các thông tin như ngày bắt đầu sử dụng doanh nghiệp in mã số thuế hợp đồng đặt in và ngày của hợp đồng đặt in và các thông tin liên quan như tôi vừa trình bày thì chúng ta sẽ bấm vào ghi để hoàn thành việc lập thông báo phát hành hóa đơn lưu ý giả sử trong trường hợp chúng ta đặt ngày bắt đầu thông báo sử dụng hóa đơn nếu phần mềm không cho ghi thì chúng ta nên kiểm tra lại đồng hồ trên máy tính của chúng ta lập thông báo phát hành hóa đơn này đã đúng với ngày hiện tại hay chưa nếu như ngày trên đồng hồ của chúng ta thực tế lại là ngày phía sau mà trong khi đó ngày sử dụng lại là ngày của phía trước thì phần mềm sẽ thông báo là sai do đó chúng ta lưu ý vấn đề thời gian hiện tại như vậy, tôi đã hướng dẫn cho chúng ta về cách lập thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB01 trên AC. Chúc các bạn học tốt!